thực hiện chủ trương của chính phủ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 đợt 1, ngành điện Hưng Yên dự kiến chi trên 23 tỷ đồng hỗ trợ cho khách hàng. Theo đó có trên 443.000 khách hàng được hưởng miễn giảm giá tiền điện đợt 1, trong đó trên 6.700 khách hàng sản xuất kinh doanh được miễn giảm với chưa 103 triệu kWh tương đương là 17,8 tỷ đồng, còn lại là trên 43.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Theo dự kiến trong 3 đợt hỗ trợ tiền điện thì đợt 2 và 3 sẽ tăng cao hơn đợt 1 bởi thời điểm này trở đi lượng điện sinh hoạt sản xuất đều tăng do nắng nóng và do các đơn vị đã trở lại sản xuất sau khi dịch Covid được khống chế hoàn toàn.